Kính chào toàn thể các bác. Thằng Audio hôm nay giới thiệu với các bác một lô loa. Các bác chơi karaoke và bổ trợ lời thì không bao giờ có thể thiếu được dòng Piller của Nhật Bản. Đôi V11, V21 và V31, dòng tép xoay tinh chỉnh. Các bác vừa nghe nhạc vừa bổ trợ lời karaoke con V11, 21, 31 thì rất là tuyệt vời. Các bác có thể nhìn thấy sở hữu một con bát 20 màng giấy gân vải lụa và một con chung tép là xoay. Các bác có thể nhìn lỗ thở đằng trước. Đây, xoay. Các bác để hướng nào cũng được các bác nhé. Tiếng thì rất là chắc rồi. Các bác nghe nhạc bổ trợ lời hát karaoke thì dòng V11 này thì đáp ứng được cho các bác về cả chất âm lẫn về trợ lời. Trung trầm rất là tốt, tiếng rất là hay, dòng nhạc xịn. Các bác không cần phối ghép nhiều, các bác chơi karaoke mà diện tích nhà vừa phải, các bác có thể chơi hai cặp 4 chiếc, các bác cho mỗi góc vào một phía. Còn các bác có nhà diện tích rộng hơn thì các bác chơi một đôi loa thùng, một đôi loa trợ lời để hai góc ở đằng sau. Rất là chất. V11, V21, V31 về thằng Audio rất là nhiều. Chật hết lối đi nhà em rồi. Xin mời các bác qua ngắm hàng và bê về những cái bộ sản phẩm, bê về những cái dòng loa bổ trợ lời, loa karaoke V11, 21, 31. Em xin mời các bác thẩm âm nhé. Em đã đấu sẵn một con ở dưới rồi đấy ạ. Người từ trăm năm về phai tóc, người từ trăm năm về phai tóc. Ta chạy mù đời, ta chạy tàn hơi, quỷ té trên đường rồi sợi tóc vương chân người. Bẩn các công nhân, bác nào qua em vệ sinh luôn, rất là bẩn. Con bát màng mốc hết. Các bác có thể để được rất là nhiều hướng khác nhau. Các bác có thể đặt nằm hoặc là dựng lên thì rất là tuyệt vời. Theo phòng và theo cái diện tích và theo cái thẩm âm nghe nhạc của các bác thì các bác xoay tép theo cái chiều hướng của mình. Đấy, nó rất là tiện. Và các bác ngồi hướng nào mà check nhiều nhất thì các bác xoay. Rất là chất trong cái tầm tiền trên dưới 4 triệu một đôi. Các bác có nhu cầu cụ thể thì alo cho em theo số 0983698887 ở số nhà 67, ngõ 225 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai. Thằng Audio hôm nay về còn rất là nhiều các cái dòng loa khác nhau. Và chủ yếu là cái clip này em giới thiệu đến với các bác dòng loa karaoke, loa trợ lời, loa bổ trợ lời rất là tốt của dòng Piller V11, 21 và 31. Tiếng rất là chất. Các bác có nhu cầu sở hữu thì alo sớm cho em. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.